Thì bọn này mà nhìn thấy bởi vì lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, phương châm này đã giúp Quảng Ninh huy động phát huy tối đa nguồn lực cho phát triển. Như vậy Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Điều này giúp Quảng Ninh giữ vững và củng cố vị trí đầu bảng xếp hạng PCI 2022. Từ đó là cơ cấu đầu tư công loại bỏ những công trình không cần thiết để mà tập trung vào những công trình, thứ nhất là các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, các công trình mang tính chất an sinh xã hội phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều tỉnh thành đã bứt phá về thứ hạng trong nhóm dẫn đầu như Bắc Giang tăng hành chính bậc xếp thứ hai, Bà Rịa Vũng Tàu lần đầu tiên có mặt trong top năm, Hải Yến tăng 25 bậc đứng thứ 14 cả nước. Nhờ sự chuyển biến tích cực về chất lượng điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, chi phí công trình tính minh bạch. Tất cả các công trình là chúng ta kiểm soát và bộ cảnh sát giao thông đã được phản ánh trong điều tra lần này khi mức độ lạc quan của doanh nghiệp vẫn còn cao như thế nào chứ? Cảm nhận về cải cách trên nhiều có phần chững lại, bản thân các doanh nghiệp đối mặt với các khó khăn từ vốn, nhân lực, hạ tầng tới chất lượng thực thi của bộ máy chính quyền cấp cơ sở. Đồng hành hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Hà Nội đứng thứ 20, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 27, thuộc hạng khá xa so với vị trí thứ 10 và 14 của năm 2021. Ba địa phương đứng cuối bảng xếp hạng PCI năm 2022 là Bạc Liêu đứng thứ 61, Điện Biên ở vị trí thứ 62 và Cao Bằng đứng thứ 63. Lãnh đạo các bệnh viện khẳng định nghị định 07 và nghị quyết 30 được ban hành tháo gỡ hàng loạt khó khăn liên quan tới quy định trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc và các thiết bị y tế. Tuy nhiên là về lâu dài thì Bộ Y tế cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để luật hóa các quy định. Nghị định 07 và nghị quyết 30 của Chính phủ giải quyết được khoảng 95% là những lợi ích sức và trợ lên tháo gỡ cho các bệnh viện, còn 5% nữa thì nó nằm ở trong cái đó. 5% đó thì nó về mặt căn cơ lâu dài. Trong cái nghị quyết 30 vẫn còn một số những cái vấn đề, trong đó thứ nhất là có nó còn bị ràng bởi cái luật đấu thầu 2013 và cái luật về quản lý sử dụng tài sản công 2017. Tôi nghĩ mong muốn là các nhà lập pháp tiếp tục để hoàn thiện cái luật liên quan tới cái luật sử dụng tài sản công, liên quan tới việc đấu thầu mua sắm của ngành y tế.